Hello anh em, đây là cái đồng hồ COSO RS2N ở bên mình chế cho Seawood FI. Seawood FI thì mình làm nhiều rồi anh em, mình làm rất là nhiều mẫu đồng hồ rồi, mà đẹp nhất mình thấy là MSX. Còn cái này là COSO RS2N khách yêu cầu, khách thích cái mẫu này. Nè anh em thấy không, mình làm bát, bắt ốc. Đó, ba con ốc 3 điểm ha. Bát bắt ốc sơn như viên liền bắt ốc và được hàng mẫu nha anh em, được hàng mẫu chứ không phải là chơi ống nước PVC với lại keo 502 nha. Cái đó nó nứt hết trơn à, không có liên kết. Cái này ví dụ như mình chế mẫu gì là mình dùng cái loại mẫu đó, mình hàng vô. Mẫu bóng thì lấy mẫu bóng hàng, còn mẫu nhám thì lấy mẫu nhám hàng và đúng loại mẫu của nó. Này thấy không?